của nó mời gặp sư phụ thôi, xả được chừng 3-4 có thể 5-6 tùy theo. Nhưng mà hết bệnh thì là cái nghiệp nó hở. Nhưng mà cũng may bị allergy nãy giờ thấy không? Cũng may nhờ cúng xong ra đây mấy vị họ không cho allergy. Chứ có thân là có bệnh mà. Phật Thích Ca cũng bệnh chết mà. Trong khi ngài có thần thông nè, bệnh trúng độc á. Nên chúng ta là ai cũng có bệnh hết. Nhưng mà cái quan trọng là cái bệnh là nó đi kèm với cái đường về thiên đàng của mình á. Còn cho mình khỏe á, mình cà tưng cà tưng vô là mình đi kiếm chỗ nhảy đầm, kiếm chỗ ăn chơi, kiếm chỗ để mà vui sướng thì như không. Còn bệnh cà siêu vậy á, đủ sức, đủ hơi, tiếng rưỡi đọc kinh, đủ sức là ăn tiền. Perfect life. Hết nhức mỏi trong lúc mình đọc kinh ngồi thiền cũng hết nhức. Perfect. Không cần phải uống thuốc hay là đi massage. Vậy là đủ rồi, ở trên design vậy á. Không dư không thiếu. Có gì lật đầu vậy em gái? Để này ngồi nè, ngồi sao vậy? Kêu em mặc đồ cá lư thưa cho ông cười. Tại em không có mặc cá lư thưa cho nên ông quải em quá trời luôn. Tu tu chứ. Nó có hai kiểu nè, họ thiên chúng ta. Một là hạ thủ công phu bỏ hết, là không có màng sự đời nữa, có nhiều tiền cho cũng hết, rồi đi kiếm cái chỗ ngồi tu. Nhưng mà phải chừa lại chừng 100.000, 200.000 để lấy tiền lời đi mua rau, mua cải, mua nước tương ăn phải không. Chứ đừng có đi giao duyên xin tiền à. Thì thù đồng ý cái đó. Hạ thủ công phu ngồi thiền nhập định 3 năm là thành A-la-hán. Còn nếu không như chúng ta người đời, phụ khuyên là vợ phải đúng vợ, chồng phải đúng chồng, không có nửa nửa. Giống như mấy đệ tử nãy nó uống rượu gì hụt khoái chịu chơi, thà trước mặt cho phụ nó làm vậy đi còn hơn là nó láo mình đúng không. Để mình biết mình dạy nó. Phụ là người thời đại mà, tuy là thiên tử xuống trần nhưng mà đâu có gạt ai gì đâu. Đâu phải như kiểu mấy ông thầy làm màu tùm lum. Ờ các con á, trai trường nha, trường trai. Nhưng mà ổng chẳng có trường trai gì chứ. Xác cũng chẳng trường mà ăn cũng chẳng trường luôn. Nó là giờ dùng cái đó để mà đánh ngược lại cái tâm lý người ta đó. Có ông nào mà ăn chay đâu, toàn là tối ăn mặn không. Ăn luôn thịt gái nữa. Thịt sống nữa chứ đừng nói chi steak. Có hai ông BD ở trong chùa sư phụ á, ghen với nhau. Thầy mình BD nghe nhiều lắm, quấn lộn nữa kìa. Cảnh sát tới chùa sư phụ phải qua nói chuyện cảnh sát á. Có nghề quay video nghề đệ tử. Ủa bữa giờ đầu con bất nhất chưa? Dạ không thấy nó có lại nữa sư phụ. Hay quá, tay vỗ tay. Khi mà con tập trung con làm, giống như con làm video hay là con ngồi thiền, con cầu nguyện á, thì con thấy nó bớt, nó hết. Cái con cứ tiếp tục con làm nha con. Ừ. Tay lên mấy lần. Dạ, sư từ lúc gặp sư phụ cũng cả tháng rồi, con nó chưa trở lại sư phụ. Vâng, sao vậy? Con á? Con khỏe sư phụ. Khỏe hả? Con có tâm sự là chim biển gì không? Chắc. Hay thằng Long nó hiếp quá, thằng đó thằng Long đâu là ta. Em đi làm việc đi sư phụ. Nó dễ thương không? Sư phụ nói là không còn nợ thì mới không phải là đau tha lại để trả nợ, thì làm sao mình biết được mình không nợ ai và làm sao để mình không nợ ai? Giống như
như sư phụ nói, sư phụ muốn không nợ ai để khỏi phải đau thai lại. Thì thụ không có giao duyên, không có đi giao duyên, cũng không có nói cái gì gọi là khẩu nghiệp để người ta làm sai. Những lời sư phụ nói toàn là hữu ích không mà. Còn nói cái gì mà không có hữu ích sư phụ không bao giờ nói. Hay nói cái gì mà có lợi cho phụ mà có hại cho người sư phụ không có nói. Hay là cô làm cái hành động gì mà có tiền cho túi sư phụ mà làm người ta buồn, có hại người ta sư phụ không làm. Cô làm toàn là PO của Intel, của mấy cái hãng kia. Nó đặt hàng thì phụ làm cho nó, rồi nó có sản phẩm nó bán nó có lợi, chia cái lợi đó cho sư phụ. Ý là vậy đó, thù không có tạo nghiệp, thù đi ngọt ngay. Như dạng mấy đứa con á, câu đó để chùa trả lời là sao con họ biết là con hết nợ. Ví dụ như con đang có thằng chồng, ngày nào á nó cũng ghen với con, cũng mệt. Cái người mà thương mình á, mình khổ hơn là cái người mình ghét á. Phải nó thương quá là làm cho mình bực chứ không biết không. Nó làm cho mình mất tự do, rồi nó ích kỷ á. À mà cái thằng mà mình không thương nhưng mà mình sống vợ chồng, lúc nào làm nhiệm vụ vợ lúc nào á, thì ok. Rồi mình cứ làm hết bổn phận người vợ, nghĩa là mình vẫn nấu ăn, chứ không ai giận á, mình để cho đi mua đồ sugo á. Rồi mình cũng ngày nào vui á, mình cũng ăn buổi dinner với nó, cũng là một người vợ bình thường, phải không? Hung cũng phải hung thiệt trong lúc đó, cái là mình làm thật tâm. Thì đến ngày mà thật sự chia tay á, mình đừng có feel mình miss cái gì với nó, là mình hết nợ với nó. Đến ngày mình dứt ngọt ngay vậy. Còn kiểu mà né núp á, dứt tới dứt lui, rồi cái nhớ kỷ niệm cũ, rồi lúc mình cô đơn cái thập thò trở lại, rồi dính trở lại. Nó cứ dây dưa hoài không có dứt. À, lúc mình hiện tại trước mắt mình có cái gì á, mình forget trước mắt, mình cứ hết lòng. Khi mình hết lòng rồi á, là xong. Sau này nó có đem ba bò chín xe nó kéo mình cũng không có đi nổi luôn đó. Mình hết nợ thì kiếp sau mình đừng gặp nó nữa. Còn như kiểu mà Nga trọng á, Mỹ Nga mình á, trời ơi thằng quân người xuống nó lười lắm. Nó coi cho phụ giống như là hề với nó hai hàng giỡn. Nó cũng giống như dạng dân sơn với phụ Bảo Liêm lên núi là giỡn. Giỡn trước mặt Phật rồi nữa. Tôi khuyến tu đâu chịu tu. Mà hằng nghe xưa mình bỏ nó khó lắm. Lên núi 3-4 năm với phụ dạy thằng mẹ lì lắm con. Đổ nó không nổi. Còn khấn bà nhàn với mẹ đi. Khấn xong bỏ cái một rồi. Tại mình bỏ mà mình không có feeling á, là mới là hết nghiệp tiệt á. Còn thế gian mình còn chút xíu phiêu lĩnh á, đúng nhất là còn nở á, chứa sạch cancer, chemo nó còn chút xíu, nó lan ra trở lại á. Tiếc gốc luôn. Nhỏ này cũng xém hết nợ. Cũng may là đứa họ thiên về sư phụ dính lại. Ngày lại sư phụ cũng cắn cho mấy đứa. Nó biết quay đầu rồi cắn. Nói với thằng Tính cũng tức lọn luôn á. Hồi xưa hai đứa là xém bỏ nhau. Tại vì đứa tà đứa chánh. Này không xong rồi con. Giờ hai đứa chánh hết rồi, bắt đầu cho bồ cắt. Cái mấy gì mới cho cái tha lực dính vô. Kiểu nó vậy. Phải là hai người nha. Hừng tấn luôn. Xong luôn cái này. Đi thời vua ma. Ru đi. Ru ngủ luôn. Ông đó ông ghê lắm. Tốt mà ông là gì mấy con biết không? Là một ông tiên mà tiên tầng thứ thấp thôi, thứ một thứ hai à. Rất là thấp, tiên nhỏ xíu à. Mỹ Hạnh của mình á, tiên cũng tầng thứ bảy á. Mấy đứa con là tầng cao hơn, nữa con là cao hơn ông này hôm mai đó. Nhưng mà xuống đây hoành hành vậy đó. Đâu phải là mình xuống đây một người giỏi hơn mình là cái cốt cao mình đâu, không phải, không có tính vậy.
trên mạng xã hội và gặp mặt sư phụ đâu phải dễ có cơ hội ngồi cạnh. Con có gì hỏi không? Dạ con có, thưa sư phụ cho con hỏi. Con nghe sư phụ hay nói thường ngày năng trì dấu đại bi được tiêu tăng giải nghiệp, nhưng mà mình không có thời giờ như vậy. Rồi thưa sư phụ, mỗi lần con từ nhà lái xe đến chỗ làm con đọc chú đại bi, rồi từ chỗ làm con lái xe về nhà con vô đây con đọc chú đại bi, có cho phép không sư phụ? Con vô restroom con về đọc được, con vẫn cứ đọc. Dạ con sợ tiếng đường nó không. À con vô restroom con đọc được, con cứ đọc. Dạ. Đọc anytime. Nhà không có giờ. Bất cứ lúc nào không có ngại gì hết trơn. Chỉ trừ khi á những cái mà thần thông thụ viết á, đừng có đem vô nhà vệ sinh. Con đọc mình đọc trong tâm của mình. Dạ. Mình đọc cho cái tâm của mình. Thụ nói để con hiểu thôi, chứ đừng có nên đọc trong restroom lắm nhiều. Giống như những lúc mà mình đang vô cái trường á, cũng là restroom mình đang đọc, lẽ mình phải đứng mình chờ đọc xong mình vô restroom sao, thì đang đọc nửa chừng chơi luôn vô luôn quá không là vậy. Thí dụ như dấu thiên tâm thì ok đeo vô được, còn có những cái nó cao hơn, có điển mạnh hơn á, thì mình bỏ vô túi áo vé, hay là giỏi lắm là mình mang gì á mình bỏ vô mình giấu cái đó lại thôi. Phụ có mấy xá lời Phật, lỡ như đi phi trường á thụ mới ngậm vô miệng, thụ làm gọn lắm, không có chút xíu rồi. Bằng vàng 18 thì đại khái nó như vậy, để nó có điển rồi trong đó toàn là trượt không à, mấy cọng dây này có điển. Rồi đọc đại bi anywhere, mình cứ đọc. Chỉ có trên đường đi thôi, ra nhà, về nhà không có giờ chứ thụ ra mình tặng. Về nhà trước mặt người ta con đừng nên đọc. Không. Tới tiệm không? Tiếng mặt người ta đọc ta nói con xâm tình. Trong đầu nhỏ được rồi. Nhiều khi con đọc con hát rồi nó cũng được sư phụ hả? Được. Lên xuống tùy theo cái mình. Có nhiều lần sư phụ đi họp với mấy luật sư, với mấy thằng super high tech PhD rồi kỹ sư rồi, tụi nó làm gì biết chuyện tu hành ta không? Mấy thằng mọt sách mà. Mình kiến cảnh vậy. Cái thụ ngồi học bình thường, cái thụ đọc đại bi. Cái đại bi nó làm cho mình hỷ lạc phải không? Cái thụ đi ngừa ngồi nói thụ ngừa. Mà tụi nó khôn nó biết. Nó chưa bao giờ thấy cái thằng nào mà đi họp so serious nói ra một câu là có thể mất triệu triệu á, mà thấy nó cũng vẫn cười ta. Tao có biết mình đang đọc đại bi. Thật thử nào đó, bữa nào mà con đi vô chỗ nào mà hình sự mà nghiêm trọng á, con cứ đọc đại bi đi, là con rất là kiên cường lên liền à. Không có gì mà sợ. Nó ngộ vậy. Thấy cái này vô thường quá không? Tụi mày lạ gì dữ vậy? Giỏi lắm là tụi mày là một cái nấc thang cho tao leo lên thôi mà có gì đâu. Đâu có. Sư phụ con cái này mình hàng ngày mình đeo, nhưng mà tới giờ đi ngủ mình lọc ra được, hay là mình đeo luôn. Dạ mình đeo luôn rồi giấu gì, nhiều khi nó mồ hôi mồ đồ nó không nhầm như chán á. Con này con lọc để bằng tay mắt hay con mới đeo. No, con làm gì quá kỹ. Con tu quá kỹ, con khó thành Phật lắm. Chỗ vợ chồng với lại dương chiếu đi sư phụ nó không được tinh tiết đó, con sợ. Không nhầm nhí. Ok, cái gửi thù cho con là thêm điểm. Nhưng mà tự bản thân con có điểm. Điển là gì? Điển là do cái tâm mình sáng thì nó ra hào quang, đúng không? Mà tâm con hiền kiểu này thì lúc nào cũng có hào quang sáng rồi. Mấy cái đó đâu có nhầm gì đâu. Còn những cái mà giống như là Xá Lợi Phật hay những vị lớn cho con điển mà cái tâm con người giữ thì không giữ kỹ nó sẽ mau mất. Nó mau mất cái điển ở trong cái lòng của mình đã đen rồi mà mình không có trật tiếp tục vô nữa thì này nó lại đen thêm, ý là vậy. Còn sư phụ cho điển đó rồi, tâm con sáng rồi thì nó cứ sáng sáng hoài thôi. Hiểu cái công thức này không? Tức là tự con là cục pin, tự con chạc rồi đó. Đó là vậy. Còn những đứa mà giống như nó bị trúng bùa, bị ma quỷ, nó không biết tu mà sư phụ cho điển nó, vì nó còn làm thêm trượt nữa, trượt cộng trượt. Dầu sư phụ cho bao nhiêu á, chừng 3 tháng nó cũng mất đi à. Đó, kiểu là vậy.
ở bên Cali mình lấy cái vải này, cái bịch ni lông này cũng cũng được đó con. Cũng hay à. À, cũng có thể đi á. Trong là cái buổi tiệc hôm nay rất là nhiều vị lớn xuống, cái sư phụ cũng không biết tên, mà do ông nhạc phụ, ông nhạc và vợ ông mời, cha mẹ có tới rồi đi, nhưng mà những vị lớn đông lắm, rồi trong đó có mấy vị Phật, có Càng Thác Bà rất là lớn, có mấy ông Tứ Đại Thiên Vương, rồi Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, rồi đầy đủ hết. Hẹn chúng ta, cảm ơn mấy con có khen á. Rồi mấy vị thường á, những bữa lễ gì mấy vị trả ơn lại cho mình bằng những cái câu là mấy vị khuyên á, là các con cứ tiếp tục vững lòng tin, cũng như bữa cha nói ngày 16 tháng 3 ở núi Thiên Long Sơn cho mấy đứa vậy đó, đích thân cha nói họ thiên phải vững lòng tin chờ ngày hội Long Hoa. Trên thế gian này 8 tỷ người có bao nhiêu phần trăm có ai biết hội Long Hoa không, là gì đâu, mà trong khi cha mình là thanh ra cho mình, cha của các vị Phật kêu chúng ta vững lòng tin, chỉ sợ đi nửa đường mình mất lòng tin đó, chờ lâu quá mình mất lòng tin, thì bữa cha kêu giữ lòng tin. Bữa nay mấy vị cũng nói câu đó, mấy vị kêu mình nên cũng như sư phụ nói, ngồi thiền đọc kinh, rồi những người nào có mặt hôm nay đều được giống như được cái điển thanh hết rồi của nhiều chư Phật tới đây có, tại vì mỗi một lần mấy vị xuống nó không phải là cái này, ít nhất là 50 mai của cái vùng này. Con thấy thời tiết bữa nay sao hả? Có hả? Bữa giờ là trước ngày hôm kia hả? Bây giờ bữa nay bớt rồi hả? À, cũng hên đó nghe, công nhận mình hên chị. Hả? Chứ phụ không có giống như nhà của vị này theo mọi người nhập đồng, chưa chắc là nguyên lão thiên tôn mà là ma quỷ gì nhập cũng chừng. Bởi vì khi mà một người một khác, một người nhập, nó không có bác bác tu bác để check lẫn nhau, thì mình khó mà có tin được. Việt Nam đa số là vậy, gọi là xác hội á, ai vô cũng xưng tôi là thượng đế, tôi là Phật Bà Ngâm, tôi Phật Mẫu, xưng ma quỷ nó muốn nói kiểu nào nói, mà ai cấm miệng tụi nó. Người thế gian mình nói láo một chứ ma quỷ nói láo mười chứ. Bởi vì ta nói láo như ma là gì, thật sự nói láo như ma, ma là vua nói láo, tại nói láo không ai kiểm chứng nó được. Nếu người chúng ta ngu tin, cho nên khi mà Phật kêu mình đừng có quy y ma quỷ thần á, là những cái người nhập đồng á, là ma quỷ nhập vô thì nó nói tôi là Phật Bà Ngâm, cái Phật sợ con của Phật nó lại trước cái xác đó thì cứ tưởng là Phật Bà Ngâm, thì là trong đạo Phật có nói cái đó. Còn bây giờ mấy ông thầy mấy ông lái lại là giống như không có quy y cha hay là quy y mấy ông anh hùng dân tộc của mình là thần á, nó ông lái lại như vậy, tại vì vô thần thì nó phải lái theo kiểu vô thần. Nhưng mà ông Trần Đạo nữa, ông Trực đã là quy Phật, ổng mới gọi là thần, được cha phong đúng không, là vua. Ổng quy Phật, mình quy ổng, cũng là chúng ta cùng một xuồng, đâu có sai. Cho nên cái văn chương và cái danh từ mà của ma quỷ á, nó cao siêu lắm, nó cao siêu đến nỗi mà nói là một cái người giàu có thể sống chung với một người nghèo, hai người ngồi ăn dinner chung, tiền xài chung, là gọi là xã hội chủ nghĩa. Mấy con có tin cái đó xảy ra được không? Nếu mà xảy ra được thì qua địa cầu này chắc thôi á, mình đi bằng hai tay rồi. Cho nên cuối cùng rồi á, hôm nay những cái gì mà láo khoét hay là gạt người á, lòi ra hết.
không có giấu được. Để the che mắt thánh, tập trong bình nó một tay che trời cũng che không có nổi. Người nào mà không tin sư phụ, người đó bảo đảm khó về thiên đàng. Thụ nói cầu, sư chuối thu cũng nói câu đó. Phước ai không thấy mà tin, những ai không tin ta, người đó ta khó cứu nổi. Bên kinh chúa có nói không? Hồi xưa là chưa, sư phụ cũng nói vậy, hôm nay thụ cũng nói vậy. Thụ là người thiệt việc thiệt. Thì cái hồn của con nhớ đâu phải hồn của con. Tại vì nãy sư phụ giải thích về gia đình rồi, mình chỉ có duyên với họ thôi chứ mình đâu có mang họ đi chung về trời với mình được. Mình chỉ có duyên một kiếp này thôi. Con chỉ có sẽ thấy những cái bộ mặt này trên trời con thôi à. Còn anh em cha mẹ mình, con mình, nó là kẻ thủ mình đó, không chừng đó. Làm sao mà mình gặp nó được. Cho nên con đừng có phiền lòng với tụi nó. Ủa bây giờ một cả thời gian đầu, những năm đầu 18 cũng bị cả thế giới chửi là bất thường. Tại sao bây giờ có mấy chục triệu người vậy? Bộ người ta cũng bất thường hết à. Bộ mấy thằng bộ chính trị nó cũng điên á, ngày nào nó cũng gửi người qua ở Việt Mỹ Thao San Jose kiếm cái phụ làm gì. Con nên nhớ nha, ma quỷ nó láo được, nhưng mà ma quỷ á, nó khôn hơn con người phàm của mình gấp 50 lần, vì nó có thiên nhãn thông, nó có ngũ thông á, ma quỷ. Thì con hỏi mấy ma quỷ rồi sư phụ là ai, chứ đừng chỉ hỏi mấy vị mà hòa thượng lớn rồi thì nhập định, hay ngồi hỏi ngài Đạt Lạt Ma đi. Mà mấy cái đó bây giờ xưa để kiểm chứng. Chỉ có một điều, cha là thượng đế không có gạt nhân loại, mẹ là Phật mẫu tạo ra mình, mẹ cũng không gạt mình, hội đồng chư Phật không có gạt mình, sư phụ của sư phụ tức là Đức Huỳnh giáo chủ sẽ không gạt chúng ta để dạy ra cái đạo này. Sư phụ là thiên tử, một trong 12 người con trai của cha, rồi hạ phàm mang cái thân người này, sẽ không gạt các con họ thiên. Đời này và mấy nghìn năm sau không bao giờ. Con nên nhớ, con gắn ghi cái này cho con nói. Con không bao giờ gạt các con. Còn các con nó có đủ phước để mà hiểu hay không á, do con. Con sư phụ đã cố gắng tất cả những cái lời nói từ sát phàm nói, từ nguyên thần. Nhiều lúc thấy sát phàm nói chuyện 7-8 tiếng mệt, nguyên thần vô để mà tiếp sức để nói. Tại vì phải gieo duyên để mà làm ra cái đạo. Thì cho tới ngày hôm nay á, là mình đã đi gần cuối cái đoạn đường sắp sửa lập hội Long Hoa rồi. Mà những người nào mà còn lì lợm á, mà không tin nữa, thì cái số lượng đó là sư phụ không có kể. Mà cái số lượng bây giờ rất là đông. Tin thì không tin, mà không tin cũng không tin, cứ nửa nửa là sư phụ thắng. Cứ thế à. Cứ đừng có thân khẩu ý, đừng có phát ngôn bừa bãi mà phạm thượng với bề trên là ok. Tới ngày mà Đức Thầy mà xuất hiện cái là nó y như cái câu á, là cái câu gì mà trong sấm cơ nói là ông Hư Bối Đồ nói là cả làng ai cũng biết á. Câu gì ta, đồ kiếm câu là đọc để con nhớ. Đố ai biết được thánh phàm á, nhớ cái bài đó không? Đố ai biết được thánh phàm, biết người cứu thế mới hay anh tài. Hoàng bào áo giải che thân, cái hồi xưa mấy vị tiên đã cho nhân loại biết cái bài này rồi. Sẽ có một ngày sư phụ xuất hiện á. Đố ai biết được thánh phàm, biết người cứu thế mới hay anh tài. Hoàng bào áo giải che thân, nửa tăng nửa tục nói năng lạc kỳ. Ngu ngơ, giả dại, giả thần, nửa mê, nửa tỉnh, nửa răng dạy người. Nói năng, làm việc dị kỳ,
cợt đùa đủ hạng vuốt râu của rồng, âm thầm chuyển pháp các vua. Câu này á rất là lớn, là vì sư phụ chuyển được cái bộ chính trị á, từ theo Trung Cộng mà giờ theo Mỹ, là chuyển pháp các vua đó, điều chỉnh được cái cục diện đó. Là câu này hồi xưa mấy vị viết là đúng nè. Âm thầm chuyển pháp các vua, hòa bình khai mở muôn dân an lành, pháp thiên cơ chuyển xây dần, là hiện giờ cơ trời đang chuyển xây dần. Nông thương công mãi đủ đường ấm no, đến khi kết cuộc rõ ràng. Cái này hay nè, giật mình mới biết mình quen lâu rồi. Bây giờ thì họ tính nữa, nhưng mà đến khi mà đến khi kết cuộc rõ ràng là Đức Thầy xuất hiện, giật mình mới biết mình quen, là cái mặt cái hụt trên thế giới ai mà không biết, và Đức Nít cũng biết nữa. Giật mình mới biết mình quen lâu rồi, dạng hình ai cũng biết tên. Tức là gần nghe ta gần 10 năm không, 8-9 năm trên Thiên Long Sơn, ai lên đi du lịch thăm viếng cũng ghé Thiên Long Sơn, đè cái đầu của sư phụ ra chụp hình. Từ lúc không có wrinkle, bây giờ wrinkle là đủ hình đúng không, trên Thiên Long Sơn tức là ai cũng có hình gia đình hết á. Dạng hình ai cũng biết tên, cho rằng điên loạn nói lời thị phi, cho nên mới rẻ mới khinh, nhờ đó mà sống đến ngày hôm nay. Đến nay muốn biết là ai, vì sao ẩn hiện không ra độ đời. Đây, chúng sanh khó dạy quá, phải ẩn hiện hiện, hương cho sanh chúng u mê, hiện ra chỉ có phụ người mà thôi. Đường tu sanh chúng lu mờ, mê mà chấp pháp kẹt đời làm sao, cho nên mới ẩn mờ mờ, khuyên cho sanh chúng tịnh tu mau thành. Mê mà chấp pháp kẹt đời làm sao, tức là chúng sanh u mê mà còn chấp tướng á, cứ nhìn cái tướng này á không bằng cái tướng áo vàng đầu chọc đẹp trai hơn, phải không? Như là nhờ là pháp hòa đó, ổng là tà đó, con biết không? Hả? 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 Vậy đấy, con chạy ngoài con chạy. Nói ổng là tà, rất là tà. Đấy, mới về. Cái bộ có kiểm chứng rồi. Đã luôn, ừ quá. Bởi vì dân hiêu tinh đó, bởi vì mẹ nó u mê vậy đó. Nói như đào Phật. Xem dê cũng vậy. Cái con lần sư phụ hỏi mấy vị, cái ông này pháp hòa ổng sao ổng gạt nhiều người mà để cho ổng gạt, thì để ổng gạt đi lòi lên hết, thì sau này thứ thiệt ra phật tử nó mới chạy theo ngài, những người hôm nay chạy theo ổng á mai mốt chạy theo sư phụ hết, cứ để cho chạy đã. Tướng sanh u mê mà mình vừa đọc cái câu đó nè, câu này của một vị viết trước khi sư phụ sinh ra đời nha, cái bài này. Thưa sư phụ, bây giờ về lâu về dài, năm bảy chục năm sau đó, cái đạo Thiên Tâm mình có nhà thờ, có chùa Thiên Tâm, có nhà thờ Thiên Tâm không sư phụ? Về tới nhà thầy đó mình bọn thầy con cũng đi rồi. Khi nào con chương trình đó không? Hay là chỉ tu lại nhà? Nó cũng là nó cũng giống như tùy theo cái căn cơ mỗi người. Trong đó đó, nếu mà sư phụ sau này theo cái ý hiện giờ thôi nha, sư phụ biết trong tương lai Đức Thầy sẽ giải quyết như thế nào, nhưng mà Đức Thầy với mẹ nói cái đạo này sẽ thống nhất toàn đạo, tất cả các đạo tự động sẽ nhập vô, chủ yếu là không phải mấy trăm triệu, tổng cộng Phật giáo tính luôn Tây Tạng, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam, Tàu có 500 triệu người, cái trái đất này 8 tỷ người ấy con, đạo Hồi với đạo Công giáo mà họ có trình độ cao hơn, thì sau này cái đạo này chính thống sau này độ người Mỹ. Đạo Thiên Tâm là đạo được liên bang của Mỹ, sư phụ register rồi, trademark luôn, là legalize, là chánh đạo. Con biết ở Mỹ mà con apply một cái chánh đạo đâu phải dễ,
là tự gì con phải có cuốn kinh khác, có công thức khác, có hình tượng cha mẹ khác, có dấu hiệu khác. Rồi lực sư giáo hữu nó làm gần 5-7 năm nay á, nó là chánh đạo á. Còn như những thầy Roma hay là bài vô lượng sư có chục triệu người, nhưng mà đâu có được Mỹ nó cấp giấy gì đâu. Mình đàng hoàng á, dĩ nhiên ở Mỹ giấy tờ con lập đạo á, gì đạo mà con đạo rồi có râu nè, đạo già nè, thì lập đạo đi. Con tưởng lập đạo dễ lắm à, thấy là Phật chọn đệ tử thể hiện không, nhưng mà cái big corporation nó khó hơn corporation. Sư phụ mà giờ lên mạng mà nói mình có register liên bang hết á, Việt Nam nó quản hồn á, nó kiếm chuyện hội thiên mệnh bển thì sao? Cứ ấp ấp mở mở nó nghĩ lại, nhưng mà sư phụ có hết. Bộ con nghĩ sư phụ bỏ mấy chục triệu làm thiên sơn làm chi vậy? Nó không chánh đạo, tốn tiền vậy rồi tùm lum đây nữa. Sư phụ là thái tử thì rồi con. Đệ tử này hỏi cũng còn nghi chắc, không biết nội sư phụ tôi có phải thái tử thiệt hay không. Con có một trời thiệt đó con, không phải gì vậy. Hằng nghe cười có gì, nhưng mà nó đâu có nhiều, năm có mấy chục nghìn. Bởi vì con nhiều cái chưa hiểu, như là bà Vô Thượng Sư hay là tất cả những cái đạo của ông Tám này nọ đâu có được register của Mỹ. Mỹ nó có cái luật làm đạo nha, kinh phải khác nha, hình tượng phải khác nha, cái cách mà để cho có lợi lạc cho người ta cũng phải khác nha, và nó phải là chánh đạo nữa nha. Tôi chỉ biết được là bên cõi vô hình á, những cái thiên mấy tầng trời đó cũng là đạo thiên tâm chúng ta. Sư phụ là người thứ hai truyền thừa cái này ở thế gian. Phật Di Lặc là thiệt, đạo này đã có trên trời hàng nghìn năm rồi.